Một chế độ ăn uống cân bằng giúp duy trì sức khỏe của cơ thể và tinh thần, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng của giấc ngủ. Một bữa ăn tối nhẹ giúp chúng ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và đảm bảo cho cơ thể được nghỉ ngơi thực sự. Nó cũng ngăn ngừa sự phát triển của trứng trào ngược dạ dày. Ngoài ra, cơ thể dễ dàng tích trữ các thành phần đã ăn vào buổi tối hơn, vì khi ngủ, cơ thể chỉ tiêu hao ít năng lượng. Sau đây là một vài loại thực phẩm có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng giấc ngủ, giúp dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn. Chuối. Trái cây luôn là thành phần không thể thiếu trong bất kỳ chế độ ăn uống cân bằng nào. Chuối chứa nhiều tryptophan, giúp cơ thể tự điều chỉnh để đi vào giấc ngủ. Ngoài ra, chuối còn có chứa magie và vitamin B6. Các thành phần này kết hợp với nhau trong chuối, giúp hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hạt bí. Hạt bí cũng giàu tryptophan, giúp thúc đẩy chất lượng giấc ngủ. Có thể làm món salad rau sống kèm hạt bí, hoặc ăn dưới dạng hạt được chế biến theo các vị đa dạng. Thực phẩm giàu tinh bột. Các loại thực phẩm giàu tinh bột, chẳng hạn như mì ống, gạo chứa đường chậm, sẽ giúp tăng cảm giác no bụng cho đến sáng ngày hôm sau. Các loại tinh bột này cũng giúp sản xuất serotonin, chất cần thiết để tạo ra melatonin, hormone báo hiệu cơ thể đã đến lúc nghỉ ngơi. Các loại đậu. Đậu là loại thực phẩm giàu chất xơ, protein và khoáng chất. Các loại đậu như đậu lăng có chỉ số đường huyết rất thấp, do đó chúng đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể để có một giấc ngủ trọn vẹn, đồng thời thúc đẩy sản xuất tryptophan. Quả hạch. Giống như các loại đậu, các loại quả hạch chứa tryptophan góp phần giúp cơ thể nghỉ ngơi. Những thực phẩm này cũng là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt. Rau các loại. Rau là nguồn cung cấp khoáng chất, vitamin và chất xơ dồi dào, nhưng chúng lại chứa rất ít calo, rất cần thiết để duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Có thể sử dụng rau trong các món salad, các món xào, súp, nấu canh và rất nhiều cách chế biến giúp bạn thay đổi khẩu vị để có thể thưởng thức quanh năm. Trà thảo mộc. Một số loại trà thảo mộc như cây nữ lang hoặc cỏ roi ngựa được biết đến với đặc tính thư giãn, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ngoài ra, thiết lập một thói quen, chẳng hạn như uống trà thảo mộc vào buổi tối, giúp não bộ nhận ra rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Cá. Theo một nghiên cứu của tạp chí khoa học nước Anh Scientific Reports, ăn cá ít nhất một buổi trong một tuần sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đó cũng là một loại thực phẩm ngon miệng và lành mạnh nếu được nấu với ít chất béo. Các sản phẩm từ sữa. Sữa là nguồn cung cấp canxi và nhiều chất dinh dưỡng. Các sản phẩm từ sữa cũng rất giàu tryptophan. Những axit amin này cần thiết cho việc sản xuất serotonin, giúp cơ thể đi vào giấc ngủ. Lợi khuẩn có trong sữa chua cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, tốt hơn là nên ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm nhẹ, chẳng hạn như phô mát tươi và sữa chua không đường. Ngoài ra, chúng ta nên có thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm trước khi đi ngủ ít nhất 2 giờ đồng hồ. Chỉ nên ăn nhẹ nhưng đủ chất, tránh sử dụng các chất kích thích như cà phê hay trà đặc sau 4 giờ chiều. Không ăn thức ăn nhiều chất béo vì chúng khó tiêu hóa và làm gián đoạn chu kỳ ngủ. Không sử dụng rượu vào buổi tối vì rượu có thể gây giãn cơ, làm gián đoạn giấc ngủ và thúc đẩy các vấn đề về hô hấp như ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ.